Trong này hả? Ừ. Ngon quá. Đẹp chưa? Ừ. Cái đồ này nè, hạ xuống đúng 12 giờ đi. Hạ xuống cái ta cho ai lấy lọc. Ở đó tụi em đúng 12 giờ, tụi em ra đây nè. Hãy
lại không thân thì phải ở lại lại đây đâu nha. Mai mấy cái này mới bật đèn lên mới bật. Coi với bưởi kìa.